con người á quá đó thì mà tuổi thọ mà ngắn quá thì mình cũng không có đủ cái tâm trí để mà mình hiểu về cái giáo pháp. Thành ra đó Bồ Tát nói, bây giờ cái cõi người này chúng sanh không trên dưới 100, có nghĩa là nó ở cái chừng đó thì vừa đủ để mà nghe cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái tuổi thọ dài nhé, chưa chắc là một cái điều tốt, nó cũng là một cái chướng ngại cho đối với cái đời sống tu tập đó. Lại nữa, còn một cái điều bất lợi nữa, nếu mà bậc chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện ở trên thế gian này, giáo pháp được tuyên thuyết một cách rộng rãi, mà bây giờ cái chúng sanh đó nó sanh ở cái vùng biên địa đi, ở cái vùng mà coi như là mang riêng mọi rợ. Quý vị thấy rằng ở trong kinh những cái điều này ở trong kinh nói cái vùng biên địa đó là cái vùng mang riêng mọi rợ, có nghĩa là cái vùng này á, những cái chúng sanh ác tà kiến, những cái chúng sanh vô trí có trí sống đó rất là nhiều, sống ở đó rất là nhiều. Thành ra đó thì coi như là những cái nơi đó nó quý vị thấy rằng là coi như là chúng sanh không có nghĩ tới phước báo, mà chỉ mang những cái tà kiến ở trong tâm thôi đó. Quý vị thấy rằng nếu mà nhiều khi á, mình thuyết giảng á, mà mình nói thẳng quá đó, có nhiều người á, người ta không chịu, nhưng mà thực tế là như vậy, quý vị thầy những cái vùng núi thí dụ như là những cái vùng mà bảy núi ở Việt Nam đó, Thất Sơn đó, cái vùng Thất Sơn đó, quý vị bây giờ quý vị bấm vào ở trong YouTube cũng vậy, những cái vùng Thất Sơn á, quý vị thấy vùng bảy núi ở miền Tây đó, quý vị thấy rằng chánh pháp không có ở nơi đó. Những cái nơi đó quý vị thấy rằng coi như là người ta thờ cúng những cái linh vật hoặc là những cái đạo mà coi như là ăn bông đạo nằm, hoặc là đạo thiên tiên đạo gì đâu không, với cái chánh pháp không có đó. Mà nếu mà quý vị mà đem cái chánh pháp này đi xuống nó để mà thuyết giảng đó, là coi như là những cái chúng sanh nó cũng không chịu nữa quý vị, những cái chúng sanh nó cũng không chịu nghe. Nhưng mà quý vị nói về những cái sự mà lên đồng, lên cốt hoặc là thấy không, ở trên những cái mạng xã hội á, khi mà nói cặp rắn thần xuất hiện ở vùng bảy núi, hoặc là ông tám tiên mà trị về rắn đồ này kia, quý vị thấy là coi như là rất là nhiều người người ta ở trong đó người ta coi. Nhưng mà quý vị thử mà bỏ một cái bài kinh tứ niệm xứ hoặc là một cái bài kinh gì đó mà của Đức Phật hoặc là của chánh pháp đi đó, thì không có ai vào ở trong đó coi hết đó. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong những ngày nay đó, những cái đề tài chẳng hạn như là Phật độ ta không độ người, Phật độ ta không độ nàng đó, quý vị thấy không, là coi như là những cái điều đó đó là coi như là cả triệu lượt người vào ở trong đó xem, và ảnh hưởng đến những cái cộng đồng của tu sĩ nữa đó. Mà quý vị thấy rằng ở trong chánh kinh có cái chỗ nào mà Đức Phật độ ta mà không độ nàng không? Không có, cái điều đó là không có quý vị. Nhưng mà do cái sau này đó, do người ta có một cái gặp một cái cảnh tượng gì đó, rồi người ta tự viết, người ta tự làm ra, rồi người ta phải gắn cái chữ là Đức Phật vô, phải gắn cái chữ Đức Phật vô. Chứ nếu mà bây giờ mình gắn cái chữ là ác ma vô thì không ai mà người ta vô đó người ta coi hết đó. Thành ra đó thì chúng tôi muốn nói về những cái điều này là tại vì những cái chúng sanh nào mà khi mà sanh ở vào cái xứ biên địa đó, thì thường thường là quý vị biết rằng khi mà mình sanh vào những cái vùng ven đó, hoặc là những cái vùng mà
biên giới đồ này kia, thì thường thường là cái sự sáng suốt của chúng sanh nó không có, mà ngược lại lại theo tà kiến, lại theo tà kiến. Cái người nào mà tốt lắm thì người ta biết thờ những cái đền miếu là giỏi lắm rồi. Còn ngoài ra đó, là quý vị thấy rằng là coi như là họ đều giống nhau ở một cái chỗ là không có tin về nhân quả, không có sợ nghiệp báo, họ không có sợ điều đó. Đó, thành ra những cái chúng sanh này là coi như là sanh ở trong cái vùng đó, giáo pháp không có lan tỏa tới đó. Mà những cái tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ mà có trí thì cũng không có lui tới nơi đó nữa. Thì coi như nếu mà quý vị nghĩ đi, chúng ta mà sanh ở trong cái chỗ đó là quý vị thấy rằng đây là một cái điều bất lợi rồi. Đây là một cái điều bất lợi cho bản thân mà của mình. Đó. Rồi một điều nữa đó là khi mà Đức Thế Tôn mà có mặt hoặc là xuất hiện ở trên cái cõi đời này, mà những cái chúng sanh đó lại có những cái tà kiến, có những cái tà kiến, thì coi như là nếu mà mình có những cái tà kiến thì mình không có chịu theo cái giáo pháp của Đức Phật, thì đây là cũng là một cái điều bất lợi. Mình quý vị thấy rằng ở trong kinh, khi mà mình coi những cái bài kinh mà ví dụ như là kinh Phạm Bổn đi, quý vị thấy lúc đó rất là nhiều cái giáo phái có cái quan điểm này quan điểm kia, mà Đức Phật lúc đó hiện hữu sờ sờ ở đó, mà những cái chúng sanh này vẫn chấp theo cái quan niệm của mình, vẫn chấp theo cái sự tu mà thí dụ như là theo những cái đạo hoặc là những cái giáo phái lõ thể, hoặc là những cái cách mà khổ hạnh này khổ hạnh kia, chứ không có chịu theo Đức Phật. Là tại sao? Tại vì những cái chúng sanh đó nó có những cái kiến chấp nó quá sức tưởng tượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật thuyết giảng khi mà đoạn trừ lậu hoặc hoặc là đoạn trừ phiền não, tham phiền não là do mình tu tập những cái đề mục bất tịnh tướng, hoặc là khi mà mình sân hận, mình tu tập về cái đề mục tâm từ. Cũng như quý vị biết rằng ở trong cái ngày hôm nay nè, ở trong cái thời điểm bây giờ nè, vẫn còn những người mà bị lầm lạc về những cái điều đó. Cũng như quý vị biết rằng có chúng tôi gần đây có những vị có những vị gọi là cái người tu đó, cái người tu mà đi dạy cho người ta, quý vị biết dạy cho người ta cái gì không? Dạy cho người ta cái phương pháp hành thiền. Thì chúng tôi cũng ráng, chúng tôi tìm hiểu coi cái người này dạy cho những cái người đó hành thiền bằng cách nào. Thì khi mà chúng tôi vào, chúng tôi tìm hiểu á, thì cái vị đó dạy thiền á, là thí dụ như là bây giờ mình hành thiền, cái vị hành giả đang ngồi hành thiền vậy, mà cái sự ngứa nó sanh lên, thì cái vị thiền sư, cái vị đó cũng như là gắn cái mạc cho mình là thiền sư chứ không ai không hết á. Đó là dạy cho cái người mà đang ngồi hành thiền á, là ví dụ như người ta bị ngứa, cái dạy cho người ta là đọc lên cái câu là ngứa ơi hãy niệm Phật với ta. Đó, quý vị thấy một cái điều rất là lạ. Thí dụ như giờ mình đang ngồi mình hành thiền, mình bị khó chịu đi, bị cái sự mà nó tê, nó cứng chân, hoặc là nó đau chân đi, thí dụ như đau chân đi. Đó thì cái vị đó dạy là đau ơi hãy niệm Phật với ta. Hãy mà ngứa thì đọc lên là ngứa ơi hãy niệm Phật với ta. Hãy mà đau thì đọc đau ơi hãy niệm Phật với ta. Đó, thành ra quý vị thấy rằng như vậy mà cũng có người tu theo cái cách đó nữa. Như vậy đó mà cũng có người mà tu theo cái cách đó nữa. Thành ra đó, nhưng mà mình nói người ta là coi như là tà kiến mà người ta không chịu. Quý vị thấy có một cái chuyện mà chúng tôi thấy rằng hình như là chỉ có Việt Nam hồi bữa đó, cũng như có những người ta nói sao mình người Việt mà mình lại cứ chê Việt Nam riết.
đó. Nhưng mà chúng tôi không phải chê, nhưng mà chúng tôi rất là ngạc nhiên rằng là cái đạo tràng như vậy mà cũng có người theo nữa. Ví dụ như bây giờ á, mà chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà chúng tôi ngồi ở trên cái internet này nè, cái banh thoát này nè, mà nếu mà chúng tôi chỉ cho quý vị á, mà hành thiền á, khi mà mình bị ngứa đó, mình hãy đọc lên á, trong tâm của mình á, là ngứa ơi hãy niệm Phật với ta. Chắc nếu mà chúng tôi mà chỉ cái cách này cho quý vị á, chắc có lẽ chính bản thân chúng tôi chắc bị các cái vị mà người ta đeo a còng á, là người ta đá văng ra ngoài luôn đó. Có nghĩa là mình không bao giờ dám giảng cái cách đó ở trên một cái cộng đồng gì đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái tình trạng thực tế á, cái điều đó như vậy mà cũng có người dám giảng, mà như vậy á, thì cũng có người dám nghe, mà có người dám tin theo rồi hành theo xuyên suốt như vậy đó. Thành ra mình thấy rằng đúng là thầy nào trò đó, hoặc là nồi nào nắp đó. Chứ quý vị nghĩ đi, nếu mà bản thân của các vị mà giảng sư mà ở trong lớp học này mà giảng như vậy thì quý vị nghĩ coi có ai theo không, có ai nghe không? Nó không, chúng tôi biết chắc rằng người ta có như là người ta không nghe, mà người ta không có theo, mà người ta không còn tin nữa đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mà không có trí, chúng ta cũng, đây là một cái điều bất lợi. Mình không có phân biệt được cái điều nào là cái điều mà tà kiến. Mà nếu mà mình không có trí á, thì có như là mình cũng không có phân biệt, mình không có phân biệt được cái điều nào là thiện ngôn, cái điều nào là ác ngôn đó, hoặc là cái điều nào là thật, cái điều nào là giả. Nếu mà chúng ta không có trí, chúng ta là trong cái bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là trong cái giáo pháp mà còn hiện hữu, mà chúng ta không có cái sự hiểu biết nào, như ở trong Thanh Tịnh Đạo nói là cái trí tuệ bẩm sinh, có nghĩa là chúng ta tục sanh bằng cái đại quả mà tam nhân đó, đại quả hợp trí đó. Nếu mà chúng ta không có tục sanh bằng cái tâm đó, thì chúng ta cũng không có thể nào mà nghe được giáo pháp hết. Nhưng mà ở đây á, nói về cái bất lợi á, là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là khi mà có giáo pháp hiện hữu trên thế gian, có Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác hiện hữu ở trên thế gian, mà coi như là mình rơi vào tà kiến, rơi vào ngã mạn, rơi vào cái sự mà vô trí, có nghĩa là mình không phân biệt được ác ngôn và thiện ngôn đó, thì coi như đây là một cái điều bất lợi rất là lớn cho cái chúng sanh đó. Còn một cái trường hợp nữa thì cái trường hợp này khỏi nói rồi, có nghĩa là bậc chánh đẳng chánh giác cũng xuất hiện trên thế gian, giáo pháp được hiện hữu trên thế gian, nhưng mình là cái người câm, cái người điếc, hoặc là cái người đần độn đó, thì mình cũng không có khả năng hiểu được cái giáo pháp. Thì cái điều này chắc chúng khỏi cần phân tích nhiều, quý vị cũng hiểu rồi. Giờ mình câm, mình điếc, mình đần độn, đó quý vị thấy rằng có những người đừng có nói là hiểu giáo pháp, tiền mà họ còn không biết xài. Có nhiều khi quý vị biết, chúng tôi nhìn có những một số chúng sanh thấy rất là tội nghiệp, không hiểu là ở trong quá khứ họ tạo một cái nghiệp gì mà bây giờ tiền mà họ còn không biết xài, họ không phân biệt được cái nào là tiền, cái nào là giấy. Quý vị biết ngày xưa chúng tôi ở một cái xóm, có một cái gia đình đó rất là giàu có, mà có một cái người con trai nó bị cái chứng bệnh mà nó khờ khờ, nó đần độn gì đó. Đó, quý vị biết rằng là coi như là suốt ngày nó chỉ bỏ một cọc giấy số mà người ta sổ rồi đó, giấy số mà người ta dò rồi á, thì nó bỏ một cái cọc giấy đó ở trong người nó, mà luôn luôn nó cứ nghĩ cái đó là tiền, mà quý vị biết rằng á, cái chúng sanh đó đó là sanh ra trong một cái gia đình rất là giàu, mà đừng có nói là nghe giáo pháp, đừng có nói là nếm được cái hương vị của thiện ngôn hoặc là ác ngôn đó.
ngay cả cái đồ ăn là cái vị nó rất là thô, là cái vị nó rất là thô. Nếu mà nói về những cái lời nào mà lời dịu ngọt, những cái lời nào là thiện ngôn, những cái lời, cái điều nào là ác ngôn á, thì có thể là chúng ta thấy còn hơi khó phân biệt. Nhưng mà đối với những cái chất vị mà ở trong thức ăn thì chúng ta những cái chất vị đó nó rất là thô. Bây giờ mình có ngu ngu á, nhưng mà mình cũng biết cái vị đó là vị đắng, vị đó là vị cay, cái vị đó là ngon hay là không ngon. Mà những cái chúng sanh này á, là quý vị biết rằng là không có biết được cái mùi vị đó luôn. Không có biết được cái vị chất đó. Có nghĩa là mình không phân biệt được cái này là ngon hay là cái này là dở. Thì chúng tôi hỏi quý vị, những người đó thì làm sao mà nghe được giáo pháp, sao mà nếm được cái hương vị của giáo pháp. Chúng ta ở trong cái, nếu mà chúng ta có phước, tuy rằng chúng ta nghe cái câu Phật ngôn, ví dụ như giờ chúng ta nghe cái câu Phật ngôn là, cũng như chúng ta nghe cái câu Phật ngôn, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù cách nào ta tuyên bố vô tội. Thì nếu mà khi mà mình nghe cái câu Phật ngôn đó, thật sự ra đó, mình không có, mình chưa có chứng đắc được, mình chưa có một cái đạo quả nào, một cái tầng thánh nào hết. Nhưng mà mình vẫn có cái, mình cũng như là mình vẫn có cái áp phê, hoặc là mình vẫn có cái tâm mà mình thích cái câu Phật ngôn đó. Đó, thí dụ như quý vị thấy mình nghe rất là nhiều cái câu Phật ngôn, khi mà mình nghe rồi đó, thì trong tâm mình chưa có đoạn trừ được một cái tham, một cái sân, một cái si nào hết, nhưng mà mình vẫn có một mình vẫn có một cái, cũng như là mình có một cái sự thích thú, hoặc là mình có một cái sự hoan hỷ khi mà nghe về cái câu Phật ngôn đó. Quý vị biết rằng á, ngay cả khi mà lúc trước á, chúng tôi đi lễ đó, rồi có được những cái cơ hội ngồi gần các cái vị trưởng lão và các cái vị trụ trì. Khi mà ngồi gần với các vị á, các vị đang nói chuyện hoặc là đang uống trà đi, nhưng mà nghe ngài hòa thượng á, ngài hòa thượng mà thuyết pháp, mà nói lên thí dụ như là cái trường hợp này là do cảnh thiện trợ cho tâm thiện sanh lên bằng cảnh duyên, thì quý vị biết rằng là các cái vị đó là coi như là đang ngồi như là bàn cái chuyện này chuyện kia rất là xôn xao. Nhưng mà nghe đến những cái câu Phật ngôn này đó, thì tự nhiên các vị đều xa thú hết. Các vị đều xa thú, các vị nó đang nghe về cái phần duyên của cái vị giảng sư đó giảng đó. Thì chúng tôi muốn nói những cái điều này ra đó là để chỉ vị, để rằng là thật ra đó, khi mà chúng ta đó, tuy rằng là chúng ta là một cái người, chúng ta nghe được cái giáo pháp này, mà cho dù mình chưa có đắc được đạo quả, nhưng mà mình có được một cái sự hiểu biết đó, thì mình cũng có một cái cảm giác là mình hoan hỷ khi mà nghe được những cái điều này. Còn đối với những cái chúng sanh mà bị bất lợi, là những cái chúng sanh là do bị đần độn hoặc là bị câm điếc, thì quý vị thấy rằng có nghe cũng như không, không có hiểu được những cái điều gì đó. Nếu mà những cái chúng sanh này đó, khi mà chúng ta mà gặp họ đó, thì chúng ta có mà lấy Phật ngôn ra để mà tụng đọc cho những người này nghe, có thể là chúng ta sẽ tìm cái cách nào đó để cho chúng sanh này được cái duyên lành tạo phước. Thí dụ như là dọn dẹp, quét sân ở trong chùa, hoặc là phục vụ những vị tỳ kheo, hoặc là nói chung là phục vụ tam bảo. Mà mình phải tìm cái phước gì đó, mình tìm cái phước gì đó cho cái họ gì cũng kêu người ta là tu, thí dụ như hành thiền đồ này kia, nó tùy theo cái trường hợp quý vị, nó tùy theo cái trường hợp. Bây giờ cái người đó, người ta bị
cái sự câm hoặc là đần độn đi. À, những cái người đó mình phải kêu người ta, thí dụ như là thực hiện cái pháp cung kính hoặc là thực hiện cái pháp phục vụ bằng cách này bằng cách kia, hoặc là bố thí hoặc là bố thí. Chứ nếu mà những cái chúng sanh đó mình bắt người ta hành thiền á, người ta nó không có vô cái khớp được, mà nó không có vô cái khớp được. Thành ra đó mình phải nhìn, mình biết người, mình biết cái khả năng của cái chúng sanh đó. Đó. Rồi thêm một cái trường hợp nữa đó, thì quý vị thấy rằng á, khi mà bậc chánh đẳng chánh giác á, mà xuất hiện ở trên cái thế gian này, nhưng mà cái giáo pháp không có được thuyết giảng, cái giáo pháp không có được thuyết giảng là tại sao quý vị? Tại vì á, lúc đó mình sanh ra ở trong những cái quốc độ mà coi như là cái giáo pháp không có lan tỏa tới nó. Dù cho mình là cái người có trí, dù cho mình là cái người mà có trí, có sự hiểu biết, nhưng mà lúc bấy giờ cái giáo pháp hoặc là cái nơi đó nó không có các vị, không có cái bậc trí đi đến đó, thì cũng là một cái điều bất lợi cho cái chúng sanh đó. Thì ở trong cái điều này á, theo chúng tôi nghĩ á, là những cái người này á, là do không có cái nhân duyên, không có cái nhân duyên để mà mình được nghe những cái pháp giác ngộ hoặc là diện kiến đến Đức Phật. Thành ra đó, nếu mà bây giờ á, mà mình thấy rằng mình rơi vào một trong chín cái điều này, chín cái bất phùng thờ này, thì cái điều nào nó cũng làm khổ cho mình hết. Cái điều nào cũng làm khổ cho mình. Thành ra đó, nếu mà chúng ta được nghe những cái bài này, chúng ta được nghe những cái điều này á, thì khi mà chúng ta đối với cái đời sống bình nhật, đối với cái đời sống bình thường á, chúng ta phải có cái sự cung kính, cung kính giáo pháp, cung kính chư tăng, hoặc là cung kính những cái điều học, hoặc là chúng ta có cái niềm tin với nhân quả. Để chi? Để mình đừng có rơi vào mình đừng có rơi vào những cái điều này. Mà ở trong thời nay á, thì chúng tôi nghĩ rằng á, đối với cái đời sống ở trong cái thời nay á, có nhiều khi á, là mình có cái sự hiểu biết, có cái sự hiểu biết, nhưng mà mình lại vướng vào cái gì quý vị? Vướng vào cái sự ngã mạn, vướng vào những cái sự ngã mạn, có nghĩa là ỷ lại, cũng như cái bản ngã quá lớn. Ví dụ như ta là cái người mà giỏi như vậy, ta là cái người mà giỏi như vậy đó, thì những cái điều này á, nó cũng làm cho cái con người của mình á, là bị vướng vào những cái điều đó đó. Thì quý vị thấy rằng không khéo á, thì sao? Khéo thì chúng ta ở trong những cái đời sống sau á, chúng ta rơi vào khổ cảnh, hoặc là chúng ta sanh ra ở cái vùng biên địa, nói chung là một trong chín cái điều này, cái điều nào cũng chết, cái điều nào nó cũng khổ, cái điều nào nó cũng khổ ở trong cái bất lợi cho cái chúng sanh nào mà rơi vào một trong chín cái điều này đó. Thành ra ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta biết được những cái điều này rồi đó, thì đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, chắc có lẽ là chúng ta làm theo cái lời của Đức Phật dạy là chắc ăn nhất, không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Chứ bây giờ mình không khéo cái gì mình cũng vướng hết quý vị, không khéo thì cái gì mình cũng vướng hết. Thành ra bây giờ chỉ có một cái con đường là coi như là chúng ta đi theo cái lời của Đức Phật dạy, sống ở trong cái lời của Đức Phật dạy. Giống như là chúng tôi nhớ vị giáo thọ, các vị giáo thọ dạy
khi mà giảng dạy á, mình làm sao mà cũng giống như là con chim cung cúc phải đi ở cái hành xứ của mình, đi ở trong cái hành xứ của mình. Con chim cung cúc á, thì nó đi á, nó phải ở dưới những cái luống cài. Tại sao? Tại vì những cái luống cài á, nó có những cái miếng đất nó che lại, thành ra những con quạ, con diều hâu á, thì nó không có xà xuống để mà gấp nó bắt được. Đó thì cái con người của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi ở trong cái lời dạy, chúng ta sống ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì coi như là chúng ta không có bị ác ma nó bắt được. Có nghĩa là chúng ta không có rơi vào những cái trường hợp này. Thật ra đó, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ đi, bây giờ mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này mà mình rơi vào khổ cảnh bốn đường khổ là coi như là thua luôn rồi. Mà hễ mà mình không rơi vào bốn cái đường khổ á, mà mình làm cái vị mà chư thiên mà ở cõi phi phi tưởng cũng 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 không có cái khả năng để mà gặp được Đức Phật rồi. Đó, ở cái cõi đó cõi vô sắc mà đâu có sao mà gặp được Đức Phật. Rồi nếu mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian á, mà mình sanh ở đâu mà ở cái vùng biên địa thì nó cũng khổ cho mình. Hoặc là cái giáo pháp này á, mà xuất hiện ở trên thế gian, Đức Phật xuất hiện trên thế gian á, mà giờ mà mình mà con nhà mà đẹp trai hay là đẹp gái gì đi mà mình bị câm bị ngọng thôi cũng cũng chết luôn, cũng không có nghe, không có hiểu được cái giáo pháp này. Rồi nếu mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian á, mà mình cứ lo theo ba cái đạo mà đạo tiên hoặc là những cái lối tu khổ hạnh đồ này kia thôi cũng không có khả năng để lãnh hội giáo pháp này. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái điều nào nó cũng là bất lợi cho cái chúng sanh mà rơi vào một trong chính cái điều này. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn mà mình đừng có rơi vào những cái điều này á, thì chỉ có làm theo cái lời của Đức Phật để dạy thôi. Không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Hoặc là đối với những cái pháp thập hạnh phúc, những cái pháp bố thí trì giới cung kính phục vụ vân vân, nói chung là tất cả các cái pháp đó chúng ta phải cố gắng chúng ta tu tập để chúng ta không có rơi vào thành cái chúng sanh mà có tà kiến, hoặc là chúng ta không có rơi vào những cái chúng sanh mà coi như là có những cái ngã mạn nó quá cao. Đó, thành ra chúng ta không có rơi vào những cái điểm đó đó. Thì khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian đó, chúng ta có cái cơ hội gần gũi hoặc là diện kiến đến Ngài, rồi có được cái trí tuệ nghe Ngài giảng, Ngài thuyết, rồi chúng ta chứng đắc đạo quả để chi? Để cuối cùng là chấm dứt sanh tử luân hồi. Chấm dứt sanh tử luân hồi là một cái điều mà nó cao quý nhất, là một cái pháp mà cao quý nhất. Vậy thì đây là những cái điều gì mà chúng tôi muốn trình bày ở trong cái bài học ngày hôm nay. Đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do vậy xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phút này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng với chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy giáo. Sao thú kính thưa 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 đại đức pháp thích mình xin thưa đức và thưa quý phật tử, sau trình bày của đại đức pháp thích về chúng ta bước sang phần thảo luận của trắc nghiệm. Trước nhất thì xin được kính thỉnh thưa thầy tu siêu, và thưa thầy tu siêu, thưa thầy có nghe được không? Nếu thưa thầy tu siêu đang có mặt trước máy, xin được thưa thầy hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thưa thầy tu siêu, cái chữ Brahmacharya thì chỉ cho cái điều gì khi mà chúng ta nói sống phạm hạnh, hay là bản dịch là phạm hạnh trú? Cái sống phạm hạnh ở đây chỉ cho đời sống xuất gia phải không, tức là có giới hạn chúng sanh không
để xuất gia được, hay là mình nói là đây là tu tập, như là tu tập tứ niệm xứ, tu tập sự tu tập đó, người cư sĩ tu tập cũng được chứ không nhất thiết người xuất gia, hay hoặc là phẩm hạnh trú là cái khả năng nghe pháp để hiểu pháp. Xin thưa tổ nghĩ làm rõ về điểm này, kính thưa. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa Tổng Đức, kính thưa quý Phật tử. Cái danh từ Brahma Charya, cái gì danh từ Brahmacharya có nhiều ý nghĩa, chứ không phải chỉ riêng một cái đời sống xuất gia không. Ở trước hết chúng ta nói đến 10 cái Brahmacharya, 10 cái loại phẩm hạnh. Ở trong chú giải Kinh Pháp Cú, Thamapadatthakatha, và ở trong cái bộ chú giải Mangala Dipani cũng có đề cập đến 10 cái thứ phẩm hạnh. Dana bố thí cũng được gọi là Brahmacharya, mà hạnh phục vụ quê dân quá chát cũng gọi là phẩm hạnh. Sự thọ trì ngũ đức Panchasila cũng gọi là phẩm hạnh. Cái hạnh trú vô lượng tâm Appamanya cũng được gọi là phẩm hạnh. Vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả. Một người kiêng cái sự dâm dục Methuna Virati cũng gọi là phẩm hạnh. Một người có sự tri túc ở vợ nhà Sadara Santosa, hay là có cái sự chung thủy với vợ nhà không có ngoại tình, cái đó cũng gọi là phẩm hạnh. Tinh tấn quyết giác cũng được gọi là phẩm hạnh. Mình thực hành trai giới, bắt quan giữ bắt quan trai, thu thúc độ căn cũng gọi, cũng vô sắc thá cũng gọi là phẩm hạnh. Mà thánh đạo Ariya mắt gán cũng được gọi là phẩm hạnh. Và cuối cùng thứ 10, giáo lý của Đức Phật Sasana cũng được gọi là phẩm hạnh. Như ở trong luật, khi mà tôn giả Sarvata hỏi Đức Phật là phẩm hạnh của chư Thế Tôn quá khứ phẩm hạnh nào được lưu truyền sau khi các Thế Tôn ấy viên tịch, và phẩm hạnh của chư Thế Tôn quá khứ nào mà sau khi bị đức viên phẩm hạnh không được duy trì. Chữ phẩm hạnh trong trường hợp này là phải hiểu là chữ sasana, là giáo lý. Và do đó cho nên chúng ta phải tùy trường hợp. Ở đây không để chỉ cho đời sống xuất gia hay đời sống tại gia, nhưng mà chữ phẩm hạnh trú
trong nghĩa là cái sự sống trong giáo pháp của một vị chánh đẳng giác. Vì có chính cái nguyên nhân mà bất phùng thời, tức là không có cái dịp để sống phẩm, sống trong giáo pháp của cái chánh đẳng giác, như là đối với trường hợp khi gặp cái thời mà có Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời và giáo pháp được tuyên thuyết, nhưng mà lúc đó chúng sanh mà sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ xuất sanh ở U Lai, thì ở trong các chúng sanh sanh ở trong các khổ đó là không có cơ hội để gặp Đức Phật, sống theo giáo pháp của Đức Phật. Lại nữa, gặp cái thời mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, giáo pháp được tuyên thuyết, đang được tuyên thuyết, mà lúc đó là sanh lên khỏi chư thiên, khỏi phạm thiên, khỏi tuổi thọ dài, chẳng hạn như là chư thiên ở khỏi vô sắc chẳng hạn, thì không thể được. Như khi mà Đức Thế Tôn Ngài, lúc mà Ngài vừa nhận lời Phạm Thiên Sampatit để Ngài chuyển pháp luân, thuyết pháp độ chúng sanh, thì Ngài đã khởi lên cái tư tưởng ai là người có đủ trí tuệ để lãnh hội giáo pháp đầu tiên đây. Lúc đó Ngài liên tưởng, Ngài nghĩ đến đạo sĩ Alarat, người mà khi Ngài chưa thành bậc chánh giác, đẳng chánh giác, mới rời khỏi vòng và cung để đi xuất gia, thì Ngài đi đến tham vấn vị đạo sĩ đó về cái đường lối tu tập, vị đó hướng dẫn cho Ngài tu tập và đắc được thiền vô sở hữu xứ, và bản thân của vị đó cũng đã chứng đắc vô sở hữu xứ. Thì lúc này liên tưởng này nghĩ đến, thì chư thiên cho biết rằng vị này đã qua đời cách đây nửa tháng, thì Đức Phật Ngài suy xét, Ngài thấy vị đó đã có phạm thiên vô sở hữu xứ, và Ngài nói rằng thật là một mất mát lớn cho đạo sĩ Alara, một người có trí tuệ thông thái, mà bây giờ sanh ở cổ đó thì không thể nào mà nghe được giáo pháp. Rồi Ngài nghĩ đến đạo sĩ Uddaka Kesavutta, là vị đạo sĩ thứ hai mà Đức Bồ Tát Ngài đã đi đến tham vấn và được hướng dẫn về thiền phi tưởng phi định xứ. Và khi Ngài nghĩ đến vị đó là bậc trí tuệ có thể lãnh hội giáo pháp, thì chư thiên cho biết rằng vị này mất tật trong ngày hôm qua. Đức Thế Tôn Ngài quán sát thấy rằng vị đó sanh bị khỏi phi tưởng phi định xứ rồi, thì Ngài cũng có suy nghĩ thật là mất mát lớn cho vị này sẽ không có cơ hội để đi vào trong giáo pháp này. Thì sanh ở cái cõi vô sắc đó, hay là sanh về cái cõi vô tưởng, mà nhằm cái thời kỳ Đức Phật này đang xuất hiện, giáo pháp đang triển khai, mà quý vị biết rằng trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, thật là cái thời gian ngắn ngủi vô cùng. Nếu họ sanh về cõi đó
cái tuổi thọ hàng 500 kiếp trái đất vô tử, còn các cái phổi kia thì cả mấy ngàn kiếp trái đất. Phổi phi vi tưởng là 84.000 kiếp trái đất. Thì như vậy chờ cho vị đó, chờ cho phạm thiên đó mà hết tuổi thọ sanh xuống, thì lúc đó Đức Thế Tôn đã viên tịnh nước bàn, giáo pháp đã mãn rồi. Khó lắm thưa quý vị, cho nên bất phù phùng thời là như vậy. Thì như vậy có nghĩa là cái chữ Asmaya Akhana, cả hai từ chữ Asmaya tức là không có cơ hội, không có cơ hội. Còn Akhana tức là không có cái thời, không có dịp. Nói chung là hai chữ Asmaya, Asmaya Akhana Pramatariya Vasa là có 8 cái sự kiện không đúng thời, đúng dịp, hay là không gặp thời, không gặp dịp để mà sống ở trong giáo pháp của vị chánh đẳng chánh giác. Do vậy cái từ mà được gọi là Brahmacharya Vasa, nếu mà dịch đúng nghĩa thì dịch phẩm hạnh trú là nó đúng từ đó, nhưng mà lại tối nghĩa, không hiểu nữa. Chúng ta sẽ không hiểu nếu như không được trình bày đánh giá ra. Thì ở đây đó, nhân cái cơ hội này đó, trong cái câu hỏi thông đường số 1 thì chúng tôi xin được trình bày giải thích cái chữ Brahmacharya Vasa, nghĩa là phạm hành trú, không phải chỉ cho đời sống xuất gia hoặc là đời sống tại gia tu tập, mà cũng không phải để chỉ cho cái sự nghe pháp và hiểu pháp, mà ở đây là không có cơ hội để sống ở trong cái giáo pháp ý mà Đức Thế Tôn đang thuyết giảng. Chúng ta thấy cái điều thứ 9 đó là với một người họ sanh ở Trung Ấn, tức là Trung Quốc độ, lại là cái người có đầy đủ ngũ quan, nhưng mà lại là sanh ra muộn màng, trễ, nghĩa là lúc đó không có vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời và không có giáo pháp. Thì cho dù là mình đủ điều kiện ngũ quan tốt, mắt tai mũi lưỡi tốt, hay là có trí tuệ sáng suốt, nhưng mà không gặp cái thời kỳ giáo pháp của vị chánh đẳng giác đang thuyết giảng, thì mình tốt cái đó, cái điều kiện nó để làm cái gì? Nó chỉ có thể là trong lúc đó, nếu người này là một vị bộ đại nhân Bồ Tát có cái tâm nguyện giải thoát trong tương lai, thì lại sanh ra bất cứ cái thời kỳ nào gặp Phật hay là không gặp Phật đi nữa, thì vị đó có căn bản là cái tư tưởng giải thoát, hành pháp ba la mật, bổ túc pháp ba la mật, thì cái đó mới được. Nhưng mà cũng không có sống trong giáo pháp của Đức Phật được. Cho nên ở đây cái từ Brahmacharya Vasa
là chúng ta phải hiểu như vậy để nó ăn khớp với chính cái sự kiện mà bất phùng thời này, ăn khớp với sự kiện bất phùng thời này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 thì tôi đã vừa nêu năm môn của thầy. Sao thú cái chương thưa tôi xin thưa tôi hấp đăng thưa tôi có nghe được không? Nếu thưa tôi đang đang có mặt trước máy xin thỉnh thưa tôi trả lời cho cô thảo luận số 2. Thưa tôi pháp tân, thưa tôi hấp đăng có nghe được không? Xin thỉnh thưa tôi hấp đăng nếu được. Giờ thấy thì hợp đang đưa tay rồi. Thì hợp đang chúng ta thường nghĩ rằng mình có phước là có tất cả, nhưng mà bài học này phải dành cho chúng ta thấy rằng có khi có phước cũng còn phải có duyên nè. Xin thưa thượng tọa, nếu mà có trường hợp người có phước mà không có duyên ấy, thì cái chữ phước và cái duyên đó mình nên hiểu khác biệt nhau thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Alo, dạ cảm ơn quý vị. Dạ, có pháp đăng kinh hành lễ, được tâm bảo kinh hành lễ, đừng tỏ đề siêu, đừng tỏ giấc đẳng, đừng tỏ minh hành. Đừng tỏ pháp tân, đừng tỏ pháp tính, cùng đừng nguyên thông cùng với chư tôn, đức tăng, chánh trai, ba cô tụ nữ, thân gia, Phật tử. Nếu mà tính ở trong chính cái hạng người sinh bất phùng thời đấy thì cũng có hạng người sinh được cõi trời tuổi thọ lâu, nó cũng gọi là chúng sanh này thì tất nhiên phải có phước rồi, phước sinh về cõi trời lâu như vậy thì mình thấy như cõi trời thao hoa tự tại 16.000 năm ở cõi nhân loại này bằng cõi đó một ngày một đêm, như vậy thì tính ra đó thì Đức Phật ngày ra đời ngày thì từ lúc ngày tu ngày 35 tuổi đến ngày thành Phật đến 50 tuổi thì có 45 năm thôi. Mà nếu mà 45 năm á, nếu mà so với cõi trời thao quát hiện tại thì nó rất là ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. 50 năm cõi nhân loại mình mới bằng cõi tự đại thiên vương một ngày một đêm. Đau lợi 100 năm bằng cõi trời đau lợi một ngày một đêm. Như vậy thì nếu mà nói 16.000 năm thì quá thật là một ngày, 16.000 năm của chúng ta bằng có đó một ngày một đêm thì nó quá thực sự là rất là ngắn ngủi. Nên mới nói rằng chư thiên mà sanh lên cái cõi đó mà họ chỉ cần lay quay một bữa thôi thì họ không gặp Đức Phật rồi. Như vậy là chúng sanh làm chư thiên đó họ cũng là người tạo nhiều phước báo, nhất là những chúng sanh mà tạo phước báo mà sanh lên cõi trời cao. Như là chứng thiền, hay là như là Ma Tư Đà Tiên, hay là Ốc Đất Cá, Râm Mó Bích Tá, những vị mà sanh lên cõi trời vô sạch đó. Thì những vị đó tâm bệnh chung mà sanh lên cõi đó thì Đức Phật Ngài cũng nói thật là những cái vị đó là những người ít bụi trong mắt mà không có được duyên gặp được Đức Phật. Thì rõ ràng là chúng ta thấy những cái trong chính cái chúng sanh bất phùng thời đó thì có nói về cái hạng mà có phước nhiều mà lại sanh về cái cõi trời có tuổi thọ lâu, nên họ có thể là họ không có gặp được Đức Phật. Thường thường thì chúng ta biết rằng đối với chư thiên mà họ mà dễ vui đó thì họ không gặp Đức Phật. Nếu mà họ biết Đức Phật là thành Phật đó, mà họ xuống họ gặp Đức Phật liền thì họ còn có thể thấm nhuận được Phật pháp, chứ còn nếu không thì họ cũng trải qua cái thời gian của họ rất là mau và họ có thể là không gặp được Đức Phật. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đời thì chúng ta thấy rất là nhiều những chúng sanh có phước nhưng mà họ không có duyên. Chúng ta thấy như là đôi nam nữ mà có 800 triệu đồng tiền vàng thì họ cũng là người có phước, nhưng mà họ ngược lại họ không phải là người có duyên để gặp được Đức Phật. Họ bị cái sự giàu sang và bị những cái người mà du thực du thủy mà tạo cho họ nghiện rượu để rồi họ hư hỏng không gặp được Đức Phật. Hay là chúng ta thấy rằng rất là nhiều những người họ như là đồ kể cung đá ở gần cái Chê Tao Quán Đá, chỗ Đức Phật ngày ở rất là lâu và tháng 19 hạ, nhưng mà ông cũng không có gặp Đức Phật được. Ông cứ lo cái nghề làm đồ tể của ông, ông chỉ giết heo thôi. Dù Đức Phật ngày có đi bát thì ông cũng chẳng có bố thí cúng dường.
Nhưng mà những chúng sanh đó thì nhiều khi họ cũng là những người giàu sang chứ không phải. Bởi chúng ta thấy rằng luật sư ngoại đạo cũng có rất là nhiều những người gia chủ giàu sang. Nhưng mà những người gia chủ như là gia chủ Ubali lúc mà chưa có đi theo Đức Phật cũng là những người ủng hộ cho ngoại đạo Ní Danh Thái. Nhưng mà sau này do cái duyên nên là trưởng giả Ubali đã được nghe Pháp và được diện kiến với Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết giảng và đã tỏ ngộ được cái sự thật. Thì theo tôi nghĩ rằng đối với chúng sanh lúc đương thời đó thì rất là nhiều những sanh có phước nhưng không có duyên. Họ có phước nhưng không có duyên. Có phước là có thể là trong cái thời quá khứ họ đã từng bố thí cúng dường cho rất là nhiều người nghèo khổ, làm việc từ thiện cho rất là nhiều những người đói khát. Nhưng vì do cái phước đó mà sau này họ sanh ra họ cũng rất là giàu sang. Nhưng mà có nhiều khi có thể là cái sự giàu sang do cái phước của họ, nhưng mà họ lại không gặp chư tăng do cái duyên, hoặc là họ không sanh ra trong gia đình của họ không có người tu, dòng họ không có người tu, nên họ cũng có thể vì những cái điều kiện đó họ không có gặp được. Nhưng mà ngược lại, những người có phước, ví dụ như họ sanh ra trong gia đình cha mẹ gia xá rất là giàu sang, nhưng mà có công tử gia xá, và chính cái sự đi tìm con, cái nhân duyên đó mà được nghe Pháp của Đức Phật. Và chúng ta cũng thấy rằng những người mà có duyên đó thì họ là bạn bè với nhau, rồi nghe ngày gia xá đi tu, là những người 55 người bạn đi tìm ngày gia xá, rồi cuối cùng được nghe Pháp từ Đức Phật. Thì thật sự thì mình thấy rằng cái duyên đó, nó rất là nhiều, và con nghĩ cũng phải do cái lời nguyện nữa. Và có những người họ có cái lời nguyện, có nghĩa là thành tựu quả vị giác ngộ, và khi mà họ nguyện, họ làm thiện nghiệp, họ nguyện đó, như vậy là chắc chắn là họ phải là người Phật tử được nghe Pháp từ Đức Phật và chư tăng rồi. Chứ còn nếu mà họ đi theo ngoại đạo thì cũng chẳng có ai dạy họ nguyện như vậy hết. Chỉ nguyện sanh về Tây Phương, nguyện sanh về cõi trời, chứ không có khi nào nguyện để gặp Đức Phật. Mình thấy hiện giờ cũng vậy, rất là nhiều những cái tôn giáo họ chỉ nguyện sanh về Tây Phương thôi, chứ mình không nghe họ nguyện mà sanh ra đời mà gặp Đức Phật để mà đi tu. Đối với họ thì Đức Phật chỉ là một cái gì đó để họ cầu nguyện thôi. Họ chỉ thờ Phật bằng cái cách cầu nguyện Đức Phật thôi, chứ họ không có phải là nghĩ rằng Đức Phật dạy cho họ để họ tu tập. Họ không có tâm nghĩ như vậy. Và con nghĩ rằng những người đó họ cũng họ hiện giờ họ đi theo, và thường thường nó vui vui chơi là chứ tăng năm tông của mình đó, thì cũng có những người Phật tử giàu, nhưng mà Phật tử bắt tông thì nó họ giàu hơn. Nhưng mà thật sự ra mình nói họ cái niệm Di Đà sanh về cõi Tây Phương thì gần như là họ cũng giống như Thiên Chúa giáo thôi, chứ thật sự đó, cái sự tu học của họ mà họ cũng không lấy giới định tuệ để làm cái tông chỉ tu tập đó, thì họ cũng chỉ là những người cầu nguyện như sanh về Tây Phương thôi. Họ cũng giống như những người Thiên Chúa giáo thôi, con thấy cũng không khác gì. Nhưng mà thật sự những người đó họ cũng rất là giàu, ở đời họ cũng rất là giàu, họ có thể là có những cái công ty xí nghiệp, có những cái cơ sở làm ăn rất muốn hiện tại mình cũng vẫn thấy những người đó. Nhưng mà đối với họ là tại vì cái duyên của họ không có, trong quá khứ họ cũng không từng học hay hành cái chánh pháp, đối với họ là có nghĩa là họ chỉ là những người cầu nguyện thôi. Nên bây giờ họ đi theo những cái tôn giáo mà thấy dễ mà thấy khó nhưng mà dễ. Theo cái tôn giáo mà cũng thấy ăn chay thấy rất là dễ. Hồi xưa thì con có thời gian đi theo cũng ăn chay cũng rất là lâu, nhưng mà thấy ăn chay cũng dễ, thì ăn ngày mấy bữa tối nấu chè nấu cháo thì ăn cũng được hết. Nhưng mà đâu có giữ giới đâu. Thật sự ăn chay vậy thôi, chứ cũng không nói đến giữ giới, cũng không biết giới là gì, cũng không có biết bát chánh đạo là gì hết. Còn dù có đọc nhưng mà cái đó không phải là cái tâm chỉ, đó là đọc giống như đọc vậy thôi, chứ thật sự là người ta không có ai giảng, cũng không ai nói cho mình để mình hiểu được cái đó hết. Dù có đọc cũng chỉ là đọc vậy thôi. Nên tôi nghĩ là những cái người đó cũng rất là giàu, nhưng mà thật sự không có duyên, không có duyên để như là những cái sứ quốc giáo mà họ tu niệm thân niệm thọ niệm niệm tâm niệm pháp như là sứ Miến Điện. Họ đối với họ là cái sự hành thiền, cái sự mà để làm cho mình giác ngộ, đó là cái sự thật. Vì Đức Phật biết là tâm của mình nó có thể có tâm bất thiện và tâm thiện. Mình làm cho cái tâm mình thiện thôi, chứ thật sự không có người nào mà làm cho cái tâm mình thiện được hết. Có thể là người ta giúp mình bằng hỗ trợ thôi. Hỗ trợ là người ta nhắc nhở bằng khẩu trợ, hoặc là người ta dùng thân.
Nhưng mà cái phần ý trợ là như chư thiên chuyển tâm, nhưng mà thực sự những phần đó nó chỉ giúp mình thôi, còn khởi được tâm thiện hay không là cái chuyện của mình. Mình có khởi được tâm thiện hay không, ví dụ như họ khuyên mình đi chùa mình không chịu đi chùa thì thôi. Mình thấy cái duyên của mỗi chúng sanh đó, nhiều khi họ đi nhưng mà họ cũng không có tu học. Mình thấy có nhiều người ngay cái thời kỳ Đức Phật họ vô chùa, họ để họ đi móc túi thôi, lừa những người thiện nam tín nữ thì nghe pháp thì họ lừa họ móc túi, thì cũng họ cũng đi vô chùa, nhưng mà thật sự họ đi vô không phải là vì cái lợi tức cho cái con đường tu tập, mà vì cái đời sống đi sự kiếm cơm gạo áo tiền của họ thôi. Thậm chí bây giờ mình thấy cũng như là đối với một số người thì cũng họ cũng rất là giàu sang, họ kinh doanh tụng niệm, họ kinh doanh quan tài, nhưng mà đối với họ là họ không bao giờ niệm những gì mà Đức Phật nói. Mình thấy người chết mình phải suy niệm rằng mình sẽ chết, hoặc là mình thấy mình người chết mình suy nghĩ rằng người chết họ đi theo với cái nghiệp của họ thôi, chứ còn không có cái gì đem theo hết. Nhưng mà thật sự khi một người mà kinh doanh cái người chết đó, thì họ không bao giờ nghĩ như vậy hết. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài dạy người tu mình niệm chết, niệm sự già sự chết, hoặc là niệm sự sanh. Khi mình sanh ra bao nhiêu nỗi khổ, vì mình sanh ra mình có thể làm biết bao nhiêu cái tội. Khi mà mình mới sanh ra mình không có được tu tập đó, thì từ mình lớn lên mình sống lâu mình càng tạo tội nhiều. Thì những người đó dù là họ là người có phước mà sanh đến ra gia đình giàu sang, nhưng mà thật sự họ không có duyên tu tập. Nên khi nói đến niệm chết, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, thì họ niệm Phật theo cách như họ cầu khẩn Phật thôi, chứ thật sự không phải là họ niệm Phật để cái tâm họ thanh tịnh. Bởi vì cái người mà con thấy thật sự là luôn cả những cái người tu sĩ cũng vậy, khi mà nói đến Phật giáo Nguyên Thủy có niệm Phật đó, mà niệm về Đức Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải do thường sĩ đó thì đối với những vị tu sĩ mà không phải là Phật giáo Nguyên Thủy, họ thấy cái đó cũng điều khó. Họ chỉ niệm giống như là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thôi, là coi như họ là như vậy là xong rồi đó. Như vậy là họ tu dữ lắm rồi, chứ không nếu mà niệm về Đức Phật là bậc ứng cúng, hay là Đức Phật là Bút Thô, là giác ngộ tứ đế, khổ tập diệt đạo, thì họ lại không có chịu theo cách đó. Họ chỉ quen là niệm ngoài miệng thôi. Thì thật sự thì những người đó cũng rất là giàu chùi chiền, rồi họ mình thấy họ cũng rất là giàu, nhiều người họ giàu, họ tu sĩ nhưng họ cũng giàu kinh khủng, cũng thấy rất là nhiều người như vậy. Nhưng mà thật sự những người đó mình nói rằng họ có duyên hoặc pháp cũng chưa chắc. Khi rằng họ là người sống kinh doanh về cái sự tụng kinh hộ niệm, nhưng mà họ chỉ tụng kinh hộ niệm để lấy tiền thôi, chứ không phải là họ tụng kinh để họ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, như là các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, chúng sanh đó không phải là một xứ một xóm, mà tất cả chúng sanh đều bị vô thường, khổ, vô ngã. Những cái điều đó dù họ có đọc thì họ cũng đọc lấy cho đọc trên môi trên miệng thôi, chứ họ cũng không suy tư. Nhìn chúng bảo thì vẫn thấy rằng thật sự chúng mà họ giàu sang mà họ không tu thì cũng rất là nhiều, đâu phải là cái người có phước là họ tu được. Không phải nói là cái duyên, cái duyên mà ví dụ như mình thấy một cái người trong quá khứ mà họ bố thí cúng dường, rồi họ nguyện trở thành đệ nhất về lục thông, đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thiên nhãn này kia nọ, thì lúc mà họ làm phước, họ có cái sự nguyện như vậy, họ biết rằng cái điều đó là mang lại cái sự giác ngộ giải thoát, thì họ biết như vậy thì họ mới chú nguyện để họ tu tập. Chứ còn nếu không thì con nghĩ rằng họ cũng chỉ là những người hưởng phước, tạo phước rồi hưởng phước thôi, chứ không phải là những người mà họ có cái duyên để tu tập. Thì nói như vậy thì thật sự đó, thì mình thấy là những cái người mà họ giàu sang, con cũng thường thấy những người họ giàu sang, họ sống cả đời mà họ kinh doanh tài sản thì rất là nhiều vàng bạc, nhưng mà họ có thể đến chết luôn họ cũng không có hướng thiện được. Nó cũng có những trường hợp như vậy rất là nhiều. Như vậy thì không phải là cái người giàu sang là họ có cái sự tu tập, mà phải nói rằng cái người có duyên thôi. Nên ở đây Đức Phật nói rằng cái người giàu mà từ bóng sáng thì tới bóng sáng là người này, là cái số người này cũng không nhiều. Cái số người từ bóng tối mà đi vào bóng sáng thì nhiều hơn. Có nghĩa là sanh ra đời mà họ nghèo khổ, họ đi tìm con đường tu tập nó thì nhiều. Vì đối với chúng sanh mà Đức Phật nói rằng cái người mà được giàu sang rất là ít,
và cái người nghèo khổ rất là nhiều. Thì cái số người mà họ nghèo khổ rồi họ biết nhân quả mà họ vào một tu đó thì cũng thấy số này cũng rất là nhiều. Còn cái số mà giàu sang phú quý mà tu đó, có uy quyền thế lực thì cái số đó ít. Mình thấy vua chúa hay là quan quyền đều là ít thân dân đó. Nên cái số đó mà nói để cho họ mà phát tâm tu tập cũng thấy nó cũng khó. Mà những người đó thì rất là có phước, đời quá khứ cũng từng tạo những cái phước như là làm giếng, làm đường, trồng cây, hoặc là họ chẳng bằng giúp đỡ người nghèo khổ. Thì con nghĩ là những người đó không làm nhiều cái thiện sự lắm, và chính vì như vậy nên cái đời này họ mới được giàu sang như vậy. Nhưng mà rồi họ giàu sang, nhưng mà họ cũng đối với cái sự tu tập đó, đối với họ là một cái gì đó nó không thể nào nỗ lực được, dù có nhiều khi họ biết. Nên nhiều khi mình thấy có nhiều người họ tu cả đời mà họ chỉ niệm Phật thôi, còn nói đến tu giới định tuệ hay là để thọ giới mà tác ý đến giới này giới kia thì gần như là họ cũng không có. Hoặc là họ tu thiền gần như là không có luôn. Mình thấy những người đó nói rằng để tu thiền mà quán thân, quán thọ, quán tâm, pháp thì gần như là mình thấy không có luôn. Thì chính những điều đó nên Đức Phật ngày cũng nói rằng đối với một số người đi chùa thì nhiều như vậy, nhưng mà đến cái người mà đi chùa mà để giữ giới là khó. Mà giữ giới thì khó như vậy, nhưng mà nếu mà cái người nghe pháp thì càng khó hơn nữa. Mà ngồi nghe pháp mà hiểu pháp thì càng khó hơn nữa. Mà hiểu pháp mà đem áp dụng mà hành để chứng ngộ càng khó hơn nữa. Mình để mình tu tập thiền định càng khó hơn nữa. Tại bởi vì số người mà họ với cái khuynh hướng của họ sống là những cái dục lạc, và những cái phước dục lạc của họ thì họ tạo rất nhiều phước. Nên đời này họ sống làm người đó, họ có những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục rất là nhiều. Nhưng mà chỉ làm cho họ đam mê thôi, chứ họ làm cho họ giác ngộ còn thấy nó phải là cái duyên. Cái duyên thì mới được. Mà Đức Phật ngày thường nói những người giàu sang mà của hậu quán thấy không có gì hết đó, thì đối với họ giàu sang là cái chuyện nhỏ thôi, họ cũng đi tu được. Nhưng mà những người mà họ nghèo khổ rồi mà họ không có quán xét thì dù là họ đói khát nhưng mà nó cũng là cái sự cột đói. Nói như vậy thì mình thấy rõ ràng cái người mà họ có cái tâm tu tập đó thì họ đã tu từ rất lâu rồi, họ mới có cái tâm tu tập như vậy, chứ không phải là không. Và cái điều đó là những cái duyên. Bởi thường thường với mọi người cái duyên là gì? Ví dụ mình nói rằng mình muốn giác ngộ thì mình hãy tu một bữa đi. Mình tu niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp một ngày gọi là có duyên. Chứ còn mình nói cái duyên á, mà mình không có tạo cái điều kiện đó, thì nó cũng không có duyên. Bởi vì duyên là cái điều kiện. Ví dụ nhân duyên là cái điều kiện của cái nhân thiện, như là vô tham, vô sân là trí tuệ. Nếu mình làm một ngày mà mình tu tập mà đúng theo cái chánh pháp một ngày thì mình gọi là cái nhân duyên để mình giác ngộ. Thì cái nhân duyên của vô tham, vô sân và trí tuệ đó là nhân duyên thiện. Rồi mình làm một ngày như vậy thì nó có nhân, có quả, thì sau này mình sẽ giác ngộ được. Còn có nhiều người thì tuy rằng họ làm những cái phước thì nhiều, để họ có phước thì nhiều, nhưng mà cái phước trí để tập tụng vô minh đó, thì gần như là rất là ít. Nên mình nói rằng chúng sanh luân hồi thì nhiều, mà chúng sanh giác ngộ thì ít. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì Thượng Tọa, bây giờ thì con xin gửi cho Thượng Tọa. Sao thưa quý trường, thưa tổ hậu đặc, thưa tổ tân có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tổ tân nghe được, kính thỉnh thưa tổ trả lời cho cô thảo luận số 3. Thưa tổ tân, kinh cũng như trong tăng luật có đề cập đến cái chữ Machima Chanapada, mà chúng ta gọi là trung thổ, hay là quốc độ miền Trung Ấn. Thì những cái quốc độ nào được xem là vùng Trung Ấn, và chính xác nó là ở khu vực nào, và cái ý niệm về Trung Ấn như là áp dụng với lục tạng hay là áp dụng ở trong trường hợp bài kinh này, thì những điều đó nó có ý nghĩa cho đến ngày hôm nay hay không? Ví dụ như là những quốc gia mà không thuộc về trung thổ sanh vào đó, ngày hôm nay có gọi là người vô duyên hữu vô quốc không? Kính thỉnh thưa tòa pháp tân Hoa Nghị nói rõ về điều này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sư Khải Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tự Nguyện, Tọa Minh Hạnh, Đại Tọa Đại Phật Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Về vấn đề mà gọi là quốc độ hay là trung thổ, thì theo con nghĩ thì ngày xưa mà vào thời kỳ Đức Phật thì theo con nghĩ ngoài phương Tây ra thì Trung Hoa cũng là một cái nền văn minh vào cái thời điểm đó, thời kỳ đó. Rồi Ấn Độ cũng là một cái nền văn minh. Mà cái nơi nào mà là có cái nền văn minh sớm thì mình thấy rằng cái đời sống ở nơi đó họ trù phú về mặt vật chất, rồi họ đa dạng về mặt tín ngưỡng. Riêng về cái việc mà gọi là trung thổ mà ở trong kinh thì con nghĩ rằng ngày xưa đó thì vào thời kỳ Đức Phật thì cái Ấn Độ nó một cái địa bàn rất rộng, có thể lan sang các cái nước mà ngày nay mình có thể gặp như là một trong những cái nước Nepal hay là Pakistan chẳng hạn. Thì có nghĩ rằng cái việc mà gọi là trung thổ hay là cái nơi mà trong kinh được đề cập đến là cái nơi đó mà phải nói rằng người ta tiếp nhận được cái giáo lý của Phật giáo, người ta tiếp nhận được. Bởi vì nếu như mình nói là trung thổ là cái nơi mà Ấn Độ thời Đức Phật ngài nói đó, cho đến ngày nay thì Ấn Độ đó thì ta cũng đâu còn theo Phật giáo là bao nhiêu, đa số họ là Ấn Độ giáo. Chỉ có một số ít nhỏ nào đó thôi, họ mới là những cái người mà biết đến về Phật giáo, là tín đồ của Phật giáo. Chứ còn ngày xưa thì mình cũng biết đến là cái đạo truyền thống của người Ấn Độ thì là họ là Bà La Môn giáo. Phật giáo thì Đức Phật ngài ra đời tại cái vùng đó, tại cái nơi đó. Và cái bởi vì theo con nghĩ là cái quy lực của một vị chánh đẳng giác thì ở đó cũng đã ngài đã lan tỏa, cũng làm cho giáo pháp được xưng minh ở cái vùng đó một thời. Rồi sau khi Đức Phật ngài tịch diệt rồi thì lần lượt một thời gian sau thì tại Ấn Độ người ta cũng ít có biết gì về Phật giáo, mặc dù là theo con biết thì đầu thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 thì Phật giáo bắt đầu là nhen nhúm lại từ ở nơi Ấn Độ. Nhưng mà rồi đó thì cũng so với cái số ít của người dân Ấn Độ thì biên người đó họ biết với Phật giáo cũng rất là ít. Ngày nay thì mình thấy đạo Phật giáo lan tỏa ra khắp năm châu, đặc biệt là nói đến các cái nước Đông Nam Á, nước châu Á thì biết đến với Phật giáo nhiều hơn. Nhưng mà rồi đó thì con nghĩ rằng ngày xưa đó thì cái ở vùng mà ở xa xôi thì người ta không biết gì đó về cái giáo lý của Phật giáo, giáo pháp của Đức Phật. Từ cái việc mà người ta không biết cho nên là người ta cũng không biết hành thiện như thế nào, và người ta biết như thế nào là điều mà đối với cái giáo lý của Phật, Đức Phật dạy như thế nào, người ta cũng không biết. Rồi người ta cũng không thể nào mà sống với cái lời dạy của Đức Phật được. Ngày nay thì Phật giáo được lan rộng ra, thì con nghĩ rằng cái nơi nào cả cái nơi nào mà nơi đó mà nó vừa phồn thịnh về vật chất, nhưng mà ở bên cạnh đó thì cái việc đạo đức mình, đặc biệt là cái người đó họ có được cái sự tu hành,
Thí dụ như mình thấy rằng cái vùng xa xôi ngày xưa thì như trong luật tạng thì ở cái vùng mà xa xôi đó thì không có chư tăng nhiều, thì những cái việc mà tăng sự đó của chư tăng Sankhakam của chư tăng thì có lẽ là không cần bằng với cái túc số so với những cái gì mà những cái nơi mà trung tâm, những cái nơi mà có chư tăng rất là đòi hỏi các vị tỳ kheo phải có đông đủ. Nhưng mà rồi cái dùng ở xa xôi đó thì cái số chư tăng tỳ kheo chính cho cái tăng sự đó thì nó cũng là ít hơn. Thì điều này cho thấy rằng, con thấy rằng là giới trong luật tạng thì nó cũng đã giảm đi so với lại những cái dùng mà ở trung tâm. Thì con nghĩ rằng cái nơi nào mà người ta biết đến với Phật Pháp, người ta sống với Phật Pháp, theo con nghĩ vậy. Chứ bây giờ mỗi một cái vào thời kỳ Đức Phật, về cái thời kỳ mà Đức Phật đó, thì mình nghĩ rằng nghe được mô tả trong kinh đó là ở cái Trung Ấn Độ là như vậy. Thì nếu mà vào thời kỳ Đức Phật thì cái nơi mà được nói đến đó là cái trung tâm, bởi vì đó là nơi phồn thịnh, mình thấy cũng là một thời phồn thịnh ở tại đó nha. Mà chư tăng mình thấy là được cái sự hộ độ của tứ chúng nha, được sự hộ độ của tứ chúng, hay là được cái sự hưởng ứng của tứ chúng nha, hưởng ứng của tứ chúng. Cho nên đi tới đâu quan quân thứ dân rồi cho đến người này người nọ, họ cũng đều hướng về với Phật Pháp, hướng về Phật Pháp, cho nên nó hương thịnh, nó hương thịnh. Thì ngày nay con nghĩ rằng cái nơi nào mà gọi là trung thổ mình nói trong kinh á, thì theo cái suy nghĩ của con á, thì cái nơi nào mà tiếp nhận được Phật Pháp, sống với Phật Pháp mà ở đó có số lượng gọi là cái số đông á, cái số đông mà những người thực hành sống với giáo pháp của Đức Phật, hiểu biết và thực hành, thì cái nơi đó mình cũng được xem như là cái nơi mà trung thổ, hay là cái nơi mà không phải là ở cái vùng xa xôi, vùng biên địa. Thì mình thấy rằng ngay cả Phật giáo của mình thì được lan rộng ở các nước châu Á, trong đó có các nước Đông Nam Á. Thì con nghĩ rằng là Phật giáo, những người dân ở nơi đó họ cũng biết nhiều về Phật Pháp. Vì vậy cho nên là để mà cho cái đời sống của cái người dân họ sống hiền thiện. Nói như vậy không phải là sống với Phật là sống hiền thiện, nhưng mà rõ ràng là nhờ cái giáo lý của Phật giáo, tư tưởng của Phật giáo mà làm cho những cái người dân dùng lãnh thổ hay xử những vùng xung quanh á, được xem như là những người dân rất là hiền thiện. Con nhớ có một lần con coi trong cái phim của là Mê Công Ký Sự của đài truyền hình Sài Gòn họ chiếu đó, thì họ đi khảo cứu rồi họ quay những cái tư liệu, những cái phát xuất từ dòng nguồn đầu nguồn của sông Mê Công từ trên Tây Tạng chảy qua các cái nước như là Trung Quốc rồi Lào rồi Myanmar rồi Thái Lan rồi Campuchia rồi Việt Nam này chẳng hạn. Rồi mình thấy là cái dòng sông nó phát nguồn từ ở trên Tây Tạng mà chảy xuống, người ta gọi là cái dòng sông của Phật giáo, sông Phật giáo. Bởi vì ở những cái nơi đó người dân họ rất là hiền, họ sống và nhờ cái triết lý giáo lý của đạo Phật, họ hấp thu sống với cái đời sống với tâm từ bi hỷ xá của một cái người con Phật, cho nên là sống rất là chan hòa, rất quý mến với nhau. Thì con nghĩ rằng là cái nơi nào mà họ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật và họ thực hành được cái lời dạy của Đức Phật
được xem như là một cái số đông như vậy, thì cái nơi đó theo con nghĩ là một cái trung tâm. Bởi vì thời kỳ Đức Phật thì ở tại Đức, vào thời kỳ Đức Phật thì ở nơi mà Đức Phật sanh ra, ngài Bồ Tát ngài sanh ra, rồi ngài chuyển pháp luân, rồi giáo pháp của ngài đã lan tỏa cho khắp nơi, thì cái nơi đó được xem như là trung thổ. Rồi bây giờ thì nó không phải được như vậy nữa, nhưng mà ít ra thì giáo pháp cũng đã còn tồn tại với cái hình dạng là Tam Tạng Kinh Điển, rồi hình ảnh của tăng đoàn, hình ảnh của cái sự tu tập của Phật giáo đồ ở trên khắp thế giới. Thì trong đó có cái nơi, những cái nước hay là những cái quốc gia hay là những cái lãnh thổ mà ở nơi đó có mặt của Phật giáo, mà rất là lớn mạnh, rất là giống như là đi vào quần chúng của xã hội, người ta tu tập, người ta hướng đến với cái lời dạy của Đức Phật. Thì đó theo con nghĩ thì so với ngày xưa và nay đó, thì cái nơi nào mà ảnh hưởng với Phật giáo và tu tập được thì được xem như là Trung Ấn Độ. Thì đây là một cái ý nghĩ mà con xin chia sẻ vài cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều trị chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thiếp. Sa thu cái trường thì tôi học được. À, thì tôi tư quyền thì tôi có mặt ở trước máy không? Nếu thì tôi tư quyền đang có mặt ở trước máy xin được thì tôi trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thật ra thì có tới 6 cô thảo luận hôm nay, nhưng mà vì bây giờ còn khoảng 12 phút nữa thôi. Giờ đó chúng tôi cố gắng để hỏi những câu hỏi quan trọng trước. Thì tôi tư quyền ở trong bài kinh này có một đoạn đó, người câm ngọng. Ở đây nó có vấn đề là tại sao cái người công ngọng không sống phong hạnh phẩm hạnh được. Và cái công ngọng ở đây á, có chỉ luôn cho những người nói ngọng nói nhiều không? Có những người nói ngọng tức là cái họ nói nhưng mà có những chữ nào đó họ không có nói được, không phát âm tốt, không phát âm tốt một cái chữ nào đó nói ngọng như vậy, có tính vào đây không? Hay là công ngọng ở đây là chỉ cho người công? Xin thưa tổ hoàn nghị giải rõ về điểm này, kính thưa tổ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ tôi định chúng được nghe rõ. Cảm ơn vị chúng con kính lễ Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến nơi sư phụ chư siêu tầm và chức đẳng cùng các phật đăng. Chúng ta phát tâm để tính đến nguyên tâm cùng chư tăng đại diện tăng trưởng quý vị một chút tử. Hỏi rằng là tại sao người khuyết tật như là câm ngọng không sao phòng hành được? Người câm ngọng ở đây có phải là chỉ luôn cho những người nói ngọng nghèo? À, kính thưa quý vị, thì ở đây chúng ta nhớ đó, chúng ta học ở trong di pháp gọi là cái người nghị nhân đó, những người mà câm điếc nó mang tính bẩm sinh, thì cái đời sống phạm hạnh đó không được tính kể cho những người như thế. Còn những người mà chúng ta tạm gọi tức họ chỉ nói đớt đớt, họ chỉ nói kiểu như là không có phát thành tiếng rõ ràng như chúng ta, thì cái điều đó thì nó chỉ chúng ta không thể tính, bởi vì chỉ do cái nghiệp duyên khác, chứ chưa chắc họ chỉ thiếu phước về cái âm thanh, họ thiếu phước về cái giọng, cái chất giọng, hoặc hay là cái âm điệu, hay là cái phát ngôn, chúng ta gọi là âm tiết á. Cái âm tiết họ bị như vậy. Thì như vậy thì tại sao mà những người khuyết tật như là câm ngọng mà họ không có thể sống cái đời sống phạm hạnh? Bởi vì sống cái đời sống phạm hạnh ở đó nó có một điều đó, tức là phải có một cái sự trang hòa, phải có một cái sự bố tác, phải có một cái sự tiến tu, cái sự nghe và cái nói điều đó, nghe và cái gì và nói. Mà câm á, là điếc, không nói không nghe, thì đây cũng là giới hạn trong cái việc mà chúng ta tu. Ở đây nói cái đời sống phạm hạnh để đưa đến một cái kết quả giải thoát tuyệt đối ngay trong kiếp. Còn quả thật như nếu mà họ sống cái đời sống mà chẳng hạn như bây giờ cái tiếng cái tu thì phải hỏi họ phải là nam là nữ không,
họ có đầy đủ cái, họ có bị bệnh không, hoặc họ là bao nhiêu tuổi thì họ không nói được, thì làm sao mà chúng ta xác định đây? Thì tuy là nói đến một cái đời sống phạm hạnh thì đành rằng ý chí và cái con sự tu tập nó là một cái điều tốt đẹp, nhưng mặt khác nữa nó cũng phải hội đủ yếu tố của cái vật lý một phần, chứ không phải tự nhiên coi như là đâu cái quá sanh tới đây rồi coi như cái tu chứng đâu, mà nó phải có một từng bước, nó căn bản, nó là một con người chuẩn, một con người tốt đẹp để phát lên một cái pháp tướng sa môn, sống đời sống phạm hạnh của người tu mà đặc biệt là xuất gia. Còn như trường hợp mà nếu mà họ khuyết, họ câm, họ điếc, nhưng có cái tâm thành đối với Phật, họ có một cái tâm đối với Phật pháp vân vân, thì cái điều đó thì cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải khuyến khích. Nhưng cái thưa quý vị, chúng tôi có một câm mà nó làm cái sân nước, mỗi khi sân nước đến khi mà gần cái chỗ mà cái điện Phật á, gác lên cái trên cái bộ đoàn á, thì cho cái miếng ván, cái miếng kê đó cho chân, thì nó lắc đầu, thì nó hô lắc như vậy á, là bị chặt chân. Thì nó chỉ có cái tâm thành kính Phật không được, nó không được, nó phải bắt nó kê đàng hoàng lên, tránh đi cái bộ đoàn, rồi cái nó biết gì thì nó vô, nó chỉ gặp thì kia nó quỳ lại thì nó quỳ lại, nó biết trong thì mình chỉ nó tất cả trên cuộc đời này mình chỉ Phật á, mình đưa lên nó là số một, thì nó biết, cho nó biết người này đây, cái người đó chính là số một, thì bao nhiêu đó thôi, thì chúng tôi nó chỉ đến một cái tinh thần thôi, rồi giờ mình chỉ tới nó thôi, giờ chỉ còn một cách nữa là mình diễn tả làm sao mà cho nó ngồi mà tâm nó tĩnh, nó đừng có làm chuyện tầm bậy tầm bạ, thì khuyến khích nó cái đời sống mà nó mang tính căn bản như vậy. Chứ nếu như mà để một cái đời sống mà phạm hạnh thì làm sao mà chúng ta mà có thể, nó nói không được những gì mà nó muốn nói, mà chúng ta chỉ đón nhận xuyên qua cái thân biểu tri của nó thôi, nó không có được khẩu biểu tri. Ở đây có đòi hỏi cái đời sống phạm hạnh một người nó phải thân biểu tri và khẩu biểu tri một cách tốt đẹp, thì đây cũng chính là một điều giới hạn. Thì xin xác định là còn cái người mà bị giới hạn ở một cái những tiếng nói như là nói đớt hay là nói nó ngọng thì chưa chắc đó là người là nhị nhân hay người là cô nhân, thì chính là cái ý của chính con là như vậy. Nếu con cần gì vũ túc của cái cung thần tương tộc của mỗi ngày, Nam Mô Phật Thầy ạ. Sao cái chân thượng tọa tuyệt vời, mà thượng tọa tuyệt siêu thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa tuyệt siêu còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 6. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tuyệt siêu thượng tọa còn ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tân có trước máy và có nghe được không? Thưa quý vị, chắc là dạ thấy thưa ông Đăng rồi. Thưa ông Đăng, ở trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa đó, có chỉ cho một hạng chúng sanh gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề mà nói nôm na ở bên ngoài là chúng ta gọi là bất trị hay là hết thuốc chữa đó. Nghĩa là người đó tuyên lối không bao giờ có thể độ được. Dù là cách này Đức Phật xuất hiện cũng không độ được. Cái đó là gọi là nhất xiển đề. Và thường thường ta dùng tới để nói với nhau rất là nặng, rất là nặng chỉ vì người tà kiến. Ở đây chúng ta cũng nói hẳn người tà kiến, mà kinh Đại Thừa cũng nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà đại khái cũng nói là có hạng chúng sanh gần nhất xiển đề. Thì theo chỗ thì tôi không đang biết là ở trong Tam Tạng Pali có đề cập đến hạng nhất xiển đề đó hay không, hay là người có thể người vô duyên kiếp này nhưng mà hữu duyên ở kiếp sau, hay là không có duyên với người này nhưng có duyên với người kia chẳng hạn. Xin kính thỉnh thưa tòa Pháp Đăng hoan hỷ nói rõ về điều này. Alo. Thật sự ra thì kinh điển Mắt Truyền đó thì như cũng nhớ như không lầm là vì lâu quá con cũng không có coi lại. Nói hạng nhất xiển đề là như là giết cha giết mẹ hạng nhất xiển đề.
Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà cái người này hiện tại đó mà họ phạm tội giết cha giết mẹ đi thì cũng như là tôn giả, như là vua A Xà Thế đi, thì cũng cũng phải bị đọa với địa ngục, rồi cái sự tu hành thì cũng sẽ thành Phật trong tương lai, Phật độc giác thôi. Như là vua A Xà Thế thì đối với Phật giáo thì Đức Phật ngày ngày nói một cái một chúng sanh đó thì có thể là cái quả nghiệp một ngay kiếp này nó nặng quá thì nó có thể cản trở cái đạo quả thôi, nhưng mà không có nghĩa là những kiếp sau, nó không phải là như vậy. Hay là có nhiều người đó thì họ nhìn vào cái nhất diễn đề có thể là họ hiểu sai, ví dụ nhìn thấy như là đau thủ Nanh Đồng đó, 4 ngày đầu giết thiếu một cái đầu là 2.000 người, vì mỗi hướng là 500 tên cướp đó, thì trong đó có đau cung thủ Nanh Đồng ở trong cái nhóm người đó. Người vua bắt thì vua phải giết 499 người, nếu ai đứng ra chặt đầu thì tha. Tướng cướp cái đau cung thủ Nanh Đồng đã chấp nhận giết 499 người. Thì sau 4 ngày thì bắt hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, thì mỗi hướng 500 tên cướp cũng đều là một tay của đau khổ thủ Nanh Đồng giết. Nói trong kinh ông làm như vậy 55 năm, một ngày nào ông cũng chặt đầu tội nhân hết. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng được ngày Sariputta, ngày thuyết giảng và tế độ với ông. Ông đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, ông không phải sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì rõ ràng thì nếu một cái người nghĩ rằng giết người là nhất thiện đề đó thì cũng đối với Phật giáo nguyên thủy thì không có. Chỉ có giết cha giết mẹ hay là làm thân Phật chảy máu, giết bậc A-la-hán nó mới cản trở cái sự chứng đắc đạo quả trong kiếp này thôi, chứ còn những kiếp về sau không có chắc chắn. Tại vì thường thường đó, đối với Đức Phật thì ngày cha chúng ta biết rằng mình thân cận một cái người ác á, mình có thể cái tri kiến mình bị tà kiến, thì mình những việc mà giết cha giết mẹ của mình, như mình thấy Angulimala, nếu Đức Phật không xuất hiện kịp là Angulimala cũng đã giết mẹ của mình rồi, vì mê những cái chú thuật, những cái tà thuật mà nghĩ rằng phải giết đủ số người, lấy số lóng tay như vậy để luyện cái thần chú. Nhưng mà thật sự đó, những rồi cuối cùng Đức Phật giải độ cho Angulimala thì cũng trở thành đệ nhất về cái tâm từ, khi mà trở thành vị A-la-hán cũng biết về tâm từ. Nói như vậy thì nếu một cái người mà mình định nghĩa những người giết xiển đề là giết cha giết mẹ hay là giết người đó mà không có thể nào độ được đó, thì đối với một kinh điển giáo nguyên thủy thì không có, chỉ ở trong cái kiếp đó thôi, chứ còn những kiếp về sau cũng không chắc. Và những kiếp về sau nếu mà thân cận những cái vị thánh thiện mà nếu mà có phạm tội ngay trong kiếp này như Angulimala hay là 500 tên cướp mà được ngày Ma Cái Chay Giá Ná ngày tế độ đó, thì những tên cướp cũng đã từng giết người rồi, nhưng mà sau này ngày độ cũng trở thành 500 vị A-la-hán hết. Thì mình thấy rõ ràng là trừ khi nào mình làm việc mà giết cha giết mẹ mình hay là giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu ngay trong kiếp này, thì mình không có khả năng để chứng đắc đạo quả thôi, chứ còn những kiếp người khác thì nó không có tính. Nó có thể cản trở như vậy thôi, chứ còn không nhất định là như vậy. Bởi vì thường đó thì đối với Đức Phật thì Ngài cho biết rằng nếu một cái người nào có tâm hiền, có cái tâm mà suy nghĩ hiền thiện đó, muốn gần các cái vị thánh đó, thì người đó nhất định họ cũng sẽ có duyên để họ giác ngộ thôi. Mình thấy như công tử Sona Cổ Lý Quý Xá đó, dù là gặp Ngài Ma Cái Chay Giá Ná, gia đình rất là giàu sang, con một trong gia đình vàng bạc rất là nhiều, những cái hầm, những cái nhà chứa vàng bạc châu báu rất là nhiều, nhưng mà xin với Ngài Ma Cái Chay Giá Ná đi tu á, mà Ngài nói đời sống tu hành là đi cất thực mà ăn, phải nằm một mình, ngủ một mình, phải này kia nọ, nhưng mà Ngài Ma Cái Chay Giá Ná vẫn quyết định đi tu, dù là Ngài Sổ Ná của Lý Quý Xá cũng quyết định đi tu, dù Ngài Cái Chay Giá Ná Ngài nói như vậy, nhưng mà cũng quyết lòng xin đi tu. Cho đến nhiều lần như vậy thì cuối cùng Ngài Ma Cái Chay Giá Ná cũng cho công tử Sổ Ná của Lý Quý Xá đi tu, và sau này thì đắc đạo quả A-la-hán. Thì con nghĩ rằng đối với một cái người mà họ
họ mình nói nhất thiện đề nó cũng không có chắc chắn, bởi vì cái con người có thể thiện được, có thể ác được. Bởi vì Đức Phật ngày tuyên bố rằng đối với những chúng sanh mà gặp Đức Phật á, thì những chúng sanh đã được cái sự an vui giác ngộ giải thoát, sanh lên cõi trời rất là dễ. Những chúng sanh mà gặp ngọc lục sư ngoại đạo đó thì sanh vào cõi khổ rất là dễ, vì họ cái giáo lý của họ là dụng thuyết, họ không có dạy nhân quả, không có làm cho thân khẩu ý trong sạch. Họ có thể cầu thần cầu thánh hoặc là mong cho thần thánh làm cho mình thanh tịnh, cái chuyện nó không có. Còn Phật giáo thì Đức Phật ngày nói mình chỉ cần tin nhân quả thôi, cái tâm thiện nó cho ra cái tâm quả đi tái sanh, chứ không phải có một người nào đó mà có kim đồng ngọc nữ hay tràng phan bảo cái mà đưa rước linh hồn của mình, chuyện không có. Mà nếu mà cái người đó dù tỷ người tin ai đưa rước, thật sự cái chuyện nó cũng quan đường. Tại vì mình chết, cái tâm mình tử, và cái cảnh tục sinh là do cái tâm mình bắt cái cảnh. Do cái cảnh đó, đời trước mình phải suy nghĩ về thiện, như là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tu thiền chỉ, thiền quán, hoặc là cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, hoặc là sinh pháp, thiết pháp, hoặc là cải chính tri kiến, chính 10 cái việc thiện này nên gọi là tâm thiện. Và tâm thiện thì cho là tâm quả thì tục sinh thôi. Mà nếu một cái người mà bấy Đức Phật á, thì Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài dạy tu tâm rất là rõ ràng. Cái tâm của mình có tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi tâm mình của mình có tâm bất thiện là tham sân si, có tâm thiện là vô tham, vô sân, người trí tuệ rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà thật sự ra một số người mà họ đem họ hiểu về họ tu á, họ nghĩ rằng cái chuyện mà là cầu nguyện để cho mình được thanh tịnh á, hoặc là mong sanh về thế giới thanh tịnh là một cái chuyện rất là sai lầm, giống như thiên chúa giáo, họ nghĩ rằng Chúa có thể đưa họ về thiên đàng được vậy. Nhưng mà thật sự đó, Phật ngày nói về cái việc mà cái tâm mình ô nhiễm nó cũng do cái tâm của mình, cái thanh tịnh do tâm của mình. Thì điều đó Đức Phật ngày nói trong cái bài kệ Pháp Cú mà phẩm song đối và phẩm chính tấu quát giá đấy. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nó lên hành động, nó khổ não bước theo sau như xe trong vực kẹo đó. Hay là nếu với ý thanh tịnh nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Nên Đức Phật ngày cũng dạy trong cái bài kinh Quách Chá Quách Tá, bài kinh Tam Minh, nghĩa là ta xét thấy 91 kiếp không có một người ngoại đạo sinh về cõi trời, chỉ có một người thôi, người đã tin nhân quả thôi. Nhưng mà thật sự ra mà khi mình nói vấn đề mà tin nhân quả thì đối với người Phật tử bây giờ thấy chuyện đó là đối với họ là họ không có thể nào mà khởi tâm lên tin nhân quả được. Cái phần mà họ tin nhân quả là cái chúng sanh nó phải nó có duyên lắm. Tôi nghĩ rằng những cái chúng sanh mà tin nhân quả là họ có duyên lắm, họ cũng tin mơ hồ thôi chứ họ cũng không có tin. Khi mà họ tin mà tuyệt đối từ thân khẩu ý của mình làm thiện làm ác đó, họ tin cách tuyệt đối như vậy thì những người đó họ có chánh kiến, họ sanh lên cõi trời thì không khó gì đấy. Nên mình cứ thấy Đức Phật nói rằng nghe pháp có khả năng để chứng đắc đạo quả, không mất thì từ bỏ cái tà kiến trước khi chết của mình sanh cõi trời. Những cái điều mà Đức Phật nói như vậy rất là rõ ràng, mình từ bỏ cái tà kiến, mình hiểu được cái nhân quả, thân khẩu ý mình thanh tịnh thì chuyện sanh lên cõi trời nó không khó, với cái thiện tâm mình thường suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại vì vậy, đối với những người khác họ nghĩ điều đó đơn giản, nhưng mà thật sự điều đó rất là không đơn giản. Cái điều đó là cái điều phải tu tập của quý vị. Và thường thường quý vị nghĩ rằng một người mà tích lũy được cái thiện tâm mà nghĩ thấu nhân quả, thân khẩu ý đó, là người đó phải nói rằng đêm ngày họ phải suy tư như vậy đó, thì họ mới gọi là thẩm thấu. Chứ còn lâu lâu mà họ nghĩ phớt chơi thì cũng không có khả năng để mà cái trí tuệ của họ nó dài dặn theo cái thời gian, cái sự kiên định trong tâm của họ dặn theo thời gian, nên họ rất là khó sinh dựa trời. Nhưng nếu một người mà hiểu nhân quả với thân khẩu ý của mình thanh tịnh trong sạch, là từ cái lúc mình quy y tam bảo cho đến lúc mình chấm dứt hơi thở đó, mình có sự suy nghĩ như vậy, thì con nghĩ là người đó họ dồi mài cái chánh kiến của họ, cái chánh niệm, chánh định, chánh linh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp của họ rất là kiên trì trong cái thời gian họ hiểu biết, từ lúc mà họ phát tâm hiểu biết cho đến lúc mà họ trút hơi thở, thì con nghĩ rằng cái cọ sát và sự rèn luyện cái thân khẩu ý của họ rất là mạnh, họ sanh lên cõi trời, chuyện nó cũng không khó gì. Nhưng mà thật sự ra khi mình nói đến Đức Phật này nói đối với con người thì có tâm thiện và tâm bất thiện. Mình gần gũi những cái người tà kiến thì mình vẫn bị tâm bất thiện như thường. Còn mình gần gũi cái người chánh kiến thì mình vẫn sanh tâm thiện như thường. Thì vẫn cái điều đó nên Đức Phật nói rằng cái khẩu trợ hay thân trợ hay ý trợ là để cho người đã sanh lên tâm thiện, họ hiểu được cái sự trong sạch từ thân của mình, nỗ lực tu tập đó, điều đó rất là cần thiết. Mình nghĩ rằng nếu mà người Phật tử nào chân chánh đó, họ bước vào đạo Phật, dù họ nghe một bài pháp đi,
họ cũng thấy Đức Phật ngày dạy cho mình tự phải chịu cái hậu quả thân khẩu ý của mình, và tự mình khắc phục cái thân khẩu ý bất thiện của mình để mình thanh tịnh, mình tạo phước. Nếu mình không mình thì trong giờ giấc đó mình tạo tội, bởi vì cái thân khẩu ý của mình giờ nào mình làm thiện thì không làm ác, mà giờ là làm ác không làm thiện. Nếu mà mài giũa cái thời gian thiện thì thời gian ác nó sẽ ít đi lần, ít đi lần, và cái thiện mạnh lên, và cái tâm thiện có xu hướng nghiêng về cái pháp lành thì sau khi chết sanh lên cõi trời rất là dễ. Còn nếu cái tâm mà nó đã quen cái ác rồi đó, ngày nào nó sống nó cũng tà kiến đủ ác hết, nó đã nghĩ ác, nó đã suy nghĩ ác rồi, thì nó giống như nó nghiêng qua cái chỗ ác vậy đó. Cái tâm nó có khuynh hướng ác rồi thì nó chết, nó sanh một cõi khổ chắc chắn rồi. Nếu một người hiểu như vậy thì có nghĩ rằng họ sẽ giác ngộ giải thoát chứ. Còn nếu ai nói họ nhất thiện đề, họ người ta không đồng ý là nói vậy thôi. Cũng như bây giờ anh kinh điển đại thừa nói ai quỷ bán đại thừa là nhất thiện đề, nhưng mà thật sự là cái đại thừa là cái gì? Không lẽ niệm Phật Di Đà cầu sanh về Tây Phương là đại thừa sao? Con nghĩ rằng không lẽ là ăn chay niệm Phật gì là đại thừa sao? Đại thừa thì nó có gì gọi là đại thừa? Còn Phật giáo nguyên thủy thì nói rằng cái tâm táo đại là những cái tâm thiền, cái tâm chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tâm có giới, có định, có tuệ thì mới gọi là tâm táo đại, tâm lớn, chứ đâu phải là nói rằng đại thừa là cái gì. Nên nhiều khi họ định nghĩa đại thừa thì cũng thấy rất là mơ hồ. Đại thừa họ cho là lớn, mà niệm Phật cầu vãng sanh như người ta cầu Chúa đưa thêm thiên đàng, họ nói là đó cũng rất là mơ hồ. Những người mà họ hiểu sai đó, nghĩ rằng cái đó mới nhất thiện đề. Còn nếu mà chúng sanh có chánh kiến thì cái chuyện kiến đưa đến nhân quả tốt đẹp. Điều đó là chắc chắn. Với phần của người thường thường gần gũi đó là thân khẩu ý của mình, đó đối với cái sự suy nghĩ suy tư của mình liên hệ đến người ác thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình làm người thiện được. Mình chàng hẹn thì rất là khó. Con nghĩ là mình sống mình làm sao mà bởi vì cái người mà sanh về bởi thiền cũng do cái thường cần ý duyên thiện, hoặc là cái người chứng đắc đạo quả cũng do cái thường cần ý duyên thiện, làm thiện nhiều năm nhiều tháng, mình suy nghĩ nhiều tháng nhiều ngày nên cái tâm thiện nó có khuynh hướng để khởi lên rất là dễ, nên mình phải tu tập thiền pháp là như vậy. Thì ở trong cái câu của thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sao đó, cái đồng phục đó. Thưa quý vị, chúng ta nói rõ là trong tâm tập không có đề cập đến một cái chúng sanh mà vĩnh viễn không bao giờ có thể vĩnh một. Ở trong kinh Tạng Pali không có nói cái khái niệm nhất sinh đề. Nhất sinh đề là quan điểm của Phật giáo đại thừa. Chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Ma. Kính trường chư giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Chương trình ngày mai. Nam mô. Sa thu sai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên bản dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính đã lắng tâm thanh thản thanh tịnh mơ quý chủ nhiệm ớm hận. Chúng con kính chúc chư tôn độ viên là các tường trụ phụ chương trình, xin chúng ta nguyện hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Cha.
Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gồm những mẹ cha thầy tổ địa cầu xin hộ pháp chư thiên tâm quan hậu thiện cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm